rồi bóng rồi. Hai anh em hai đội đá như vậy thì đội lượm bóng. Đó qua lại chơi vui thôi nhá. Thôi nhìn nhìn đi. 1 2. Linh ta linh. Hai Phương vào bình luận này. Bình tĩnh cho nó sực sôi. Đang trực tiếp anh. Không, mình đang quay thôi. Rồi, hai áp kia bên Sơn. Ai có tôi chắc bình luận. Nào, chào mừng quý vị và các bạn trở lại với trận đấu giữa câu lạc bộ Ben Toma và FC Thanh Hóa. Một cặp đấu rất nhiều duyên nợ. Theo thống kê của ban huấn luyện thì mùa giải 2020-2021 Thanh Hóa và Toma đã gặp nhau tổng thể 27 trận. Chưa hòa, chưa thắng, chưa thua. Real 13 thắng, 13 hòa và 1 thua. Bước vào trận đấu này, hai bên nhập cuộc với tinh thần rất thoải mái. Real Toma đã có rất hay, không được rồi. Real Toma và Thanh Hóa đã cùng nhau rất tay nhau vào vòng 1-16. Anh ơi, để bóng ngoài. Trận đấu này được ban huấn luyện hai bên thử nghiệm rất nhiều các cầu thủ mới. Chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra sân của Real Toma cho các quý vị và các bạn tiện theo dõi. Là phục trong trang cúp áo trắng quần đỏ tất trắng. Trung vệ Cường Luna, cánh trái Huy Béo, cánh phải là Kevin Sơn, đội bóng là Duy Lâu, Hồng Bích Cô. Thủ lĩnh hàng tiền đạo là Minh Trường. Rất hay. Không ai. Vâng. Ban tổ chức đã có nhắc nhở với Hồng Miku để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ thì các cầu thủ không nên đeo kính khi thi đấu. Đây là điều lệ đã được quy định rất rõ trong điều lệ tổ chức giải Farisa 2021 năm nay. Dường như FC Thanh Hóa vẫn đang hướng tới một chiến thắng để có được 4 trận toàn thắng tại vòng bảng năm nay. Đội hình vẫn rất nhiều các gương mặt. Thắng trận này đấy. Là Lam Tống. Những pha đá như búa bổ bằng chân trái làm nên thương hiệu của Lam Tống. Đây chân ban tổ chức đây. Đây. Rất khó khăn. Em ấy quặng túm cho anh. Hồng Bích Cô đã ra dấu hiệu thay người. Anh không thể thi đấu khi anh không đeo kính. Rất kỹ thuật. Minh Tân. Real Toma cũng đã có 3 trận thắng với đều kết quả là tỷ số 1-0 trong cả 3 trận và 9 điểm. Đang nhì bảng sau Thanh Hóa thua hiệu số. Vào. Bóng sống anh ơi, đá lốt đấy. Vâng, đã có một sự thay đổi người. Hùng Miku đã phải rời sân. Không có kính. Anh đã gặp vấn đề về đôi mắt của mình. Rất đáng tiếc. Cuốn thôi em. Bây giờ nhìn gái có nhìn không? Lam Tống.
Đội đội xanh à, đội đỏ là hết quân đúng không? Lâm Tống đang rất khát khao để hướng tới danh hiệu vua phá lưới trong giải Favisa năm nay. Hiện tại anh đang có 4 bàn thắng. Cầu thủ ghi bàn thắng nhiều bàn thắng nhất trong vòng loại hiện đang có 9 bàn. Lâm Tống đang muốn gia tăng con số của mình. Rất quyết tâm. Kevin Sơn. Kevin Sơn có bố là người gốc Megan. Rất đáng tiếc. Và để mất bóng rất đáng tiếc của Duy Tập Lô. Thời tiết trên sân đang rất đẹp. Những ngọn nắng cuối đông. Ở đâu đông nhỉ? Lộng. Đang bình luận gì? Cuối thu. Đâu đông? Ok cậu. Rất hay. Cường Đô La là một nhân tố được phát hiện trong mùa giải năm nay. Anh chơi rất tốt ở vị trí trung vệ phòng. Sự chắc chắn của anh đã giữ sạch mảnh lưới của các thủ môn. Hiện tại Rian Toma chưa để thủng lưới bàn nào. Rất ấn tượng. 3 trận thắng 1-0 và chưa để thủng lưới bàn nào. Rất hay. Rất khỏe. Quả bóng rất nỗ lực của Minh Trường. Hai cầu thủ Thanh Hóa cắt cử theo anh nhưng mà với thể hình và thể lực vượt trội, anh vẫn có một pha căng bóng vào. Rất hay. Kevin Sơn. Bóng vẫn trong chân của một người tên gì vậy? Không phải, cầu thủ số 13. Cầu thủ số 13 tên gì anh Hùng nhỉ? Toán à? Văn Toán. Cường Đô La. Rất tinh tế. Dí tốc lâu, anh làm gì đây? Sỏ háng chăng? Không phải rồi, một pha chuyền rất hay. Văn Toán. Không được rồi. Ôi, anh Hùng ơi, anh Tuấn. Không Tuấn không nào? Minh Tân ném bóng rất hay. Kevin Sơn. Kevin Sơn là cầu thủ có bố người Senegal, anh sang Nhật từ năm theo diện visa gia đình từ năm 16 tuổi. Rất hay, rất tỉnh táo. Cường Đô La. Hay quá, làm gì đây? Không được rồi. Và tỉa bóng rất tinh tế. Văn Toàn. Rồi, Xuân Sơn đã có mặt kịp thời giải nguy trong tình huống bóng vừa rồi. Ở trong sân của Lam Tống. Tâm lý nó thoải mái rồi. Rất quyết liệt. Dí tốc lâu. Một mình đột phá ra vòng vây. Không được rồi. Với kết quả thuận lợi trong 3 lượt đấu đầu tiên thì các cầu thủ của hai đội đều nhập cuộc rất hưng phấn. Ừ.
biết ông đã trong khuôn khổ vòng loại thì mỗi trận đấu đều diễn ra trong 15 phút. Hiện tại đang phút thứ 10 của hiệp đấu thi đấu thứ nhất. Hiệp có 15 phút rồi. Fred. Bị béo. Kevin Sơn rất tinh tế, phạt tỉ người rất tinh tế Kevin Sơn. Văn Toán. Minh Trường đã cho rằng có một pha bóng chạm tay trong tình huống bóng vào rồi. Trọng tài vẫn chưa nổi tiếng còi. Bóng vẫn tiếp tục trong sân. Rất tinh tế. Bóng vẫn tiếp tục chưa còi. Quay mạnh rồi. Nam Tống đang nhắc nhở các đồng đội của mình là phải chơi tập trung lên, không để thua trận đấu này được. Chúng ta có thể thấy rằng Thanh Hóa rất quyết tâm để giành trọn 3 điểm trong trận đấu này. Trong khi đó Leon Toma đã rút hết các cầu thủ đang nghỉ ngơi rồi. Ôi trời. Thật đấy. Nhiều bóng mà. Thầy game easy quá, tạm khó thế. Không, sân của mình giờ tới 4 năm sau, 4 năm tao có bóng. Rất nguy hiểm. Không ai theo càng lên sân trong tình huống bóng vừa rồi. Sơn đã có rất nhiều thời gian và không gian để tung ra một cú lắc đầu rất đáng tiếc, bóng đá không đi trúng không thành. Chúng tôi đã nhìn thấy cầu thủ Thanh Béo, anh đang khởi động ở ngoài đường biên. Gần như anh đã rất nóng lòng để vào nhập cuộc rồi. À chà, Sơn. Kevin Sơn có những pha lướt. Kevin Sơn ơi, lướt. Dường như các cầu thủ Toma đã rất nóng lòng để về đá kèo bia rồi. Không mày. Có nhưng mà cuối năm mày. Rất hay. Văn Toán làm gì đây? Xuất xa. Không được rồi. Dày và lạnh. Đi dày nó bí, đi cả một ngày thôi. Không còn bài ngày xưa của em nữa. Bài cách mạng nữa. Chờ ông đá được thế rồi. Rất nguy hiểm, bóng trong chân của Lam Tống. Làm gì đây? Phát đặt lòng. Doan Hồ Minh Tân. Minh Tân đã chiến thắng Lam Tống trong tình huống bóng vừa rồi, rất đáng khen. Và mã lòng rất ngọt của Lam Tống. Vâng, đúng lúc này trọng tài đã nổi tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Trận đấu sẽ được nghỉ trong vòng 3 phút.
chúng ta cùng rời xa màn hình để sẽ đến với chương trình quảng cáo. Tân phục sao của anh hay nhỉ? Sao đây là quảng cáo mà? Anh đang làm về bộ máy lạnh, ngồi hai bên của mình ngồi ăn. Nào, chào mừng quý vị và các bạn trở đến với những diễn biến chính của hiệp 2 trong trận đấu giữa FC Thanh Hóa và Real Tô Âm ạ. Và theo như quan sát của chúng tôi thì Thanh Hóa đã tung đội hình mạnh nhất vào rồi, rất khát khao có một trận thắng. Cường Cộng, Cường Đôn ạ, rất kỹ thuật. Chiếc bóng đang là Kevin Sơn, hoàn toàn rất tinh tế. Pha mở bóng của Kevin Sơn cho Huy Fred. Fred đã không hiểu ý bao hiểu ý trong tình huống bóng vừa rồi, họ đã không tìm thấy nhau. Thôi cho anh tạo động rất hay. Với sự xuất hiện của Minh Thái thì Thanh Hóa đang sở hữu đôi cánh mạnh nhất khu vực Kanto, đó là Nam Tống và Minh Thái. Cặp đôi này đã chơi với nhau trong khoảng thời gian 25. Sút xa. Hai đội đang triển khai những lối chơi của mình. Văn Toán không được rồi, để mất bóng rất nguy hiểm. Chân trái không được rồi. Minh Huy, Huy Béo đã rất hay. Huy Béo không được rồi. Hoàn Hồ Duy Tóc Lâu một pha xoay bóng, xoay người phá bóng rất quyết liệt. Rất hay. Thanh Béo không được rồi. Kevin Sơn rất nhiệt tình. Rất hay. Messi Toán. Minh Trường rất quyết liệt, bóng đã đi hết đường biên dọc. Pha đá biên cho cầu thủ Thanh Hóa. Cầu thủ Thanh Hóa đã đang rất xuất ruột rồi. Thời gian đang trôi về những phút cuối. Minh Thái rất hay. Pha tả xung hữu đột rất nhanh của Minh Thái. Giá trần rất hay. Hoàn Hồ Minh Tân tập trung vào ở dưới. Nhưng mà trận này cũng không hiểu hay quá. Và thoát phát sinh rất hay của Văn Toán, chọc bên trái, chọc bên trái vẫn là gì. Và lắc VO rất đáng tiếc của Duy Tóc Lâu. Và trích bóng rất hay của Duy Tóc Lâu. Bóng đã đi lắc hai cột. Tiếp tục. Và chuyền bóng rất hay của Kevin Sơn cho Duy Tóc Lâu. Minh Trường đã hơi chần chừ trong tình huống bóng vừa rồi. Minh Trường chân về ấy. Hả? Minh Trường chân về à? Minh Trường bóng chân về à? Chạy đi, mọi người chạy đi. Bây giờ bóng đá nó lôi đá, anh Nhập cứ bảo là ghi được vài quả khó lắm. Anh Nhập ạ, bóng đá nó to lôi đá hết đây. Đứng im đó thôi, đứng im đó.
Hay bóng luôn. Hay bóng rồi. Vậy. Thế nào được? Có rồi. Làm tống chân trái rất uy lực. Chạm em ơi, đúng nhịp. Chiến thắng trong tình huống này lại một lần nữa thuộc về Minh Tân. Rất xuất sắc. Anh lùi về em. Hai người đấy. Minh Tân là một cầu thủ trẻ được trưởng thành trong lò đào tạo của câu lạc bộ Thừa Thiên Huế. Vâng, một pha bóng rất bản sắc của Duy Tóc Lâu. Theo luôn. Đặc sản của Duy Tóc Lâu. Đã có tiếng còi cất lên rồi. Pha hàm bóng của Lam Tống. Đừng hàm bóng em ơi. Duy Tóc Lâu có một sở trường đó là sâu kim các cầu thủ. Minh Tân đã có thể tiếp tục thi đấu. Hoàn hồn tinh thần của Minh Tân. Ra đây. Rất khỏe. Không được rồi. Đấy, chuyền dài. Hay quá. Cường độ lạ. Ôi. Một pha bắt bóng lập bập ối trời ơi của thủ môn bên phía các câu lạc bộ Thanh Hóa. Rất may là không có bàn thắng trong tình huống vừa rồi. Quá Bùi Tiến Dũng đấy nhỉ, đúng Bùi Tiến Dũng. Pha đá phạt rất hay. Những pha đá phạt này được các cầu thủ Real Toma tập dượt rất nhiều. Văn Toán rất khéo léo lấy được bóng trong Văn Toán là rất khó khăn. Làm gì đây? Bóng đã ăn quá nhiều ra má ngoài chân phải của Huy Béo. Nếu đó là một bàn thắng thì sẽ có thể là một bàn thắng đẹp nhất của Favija trong mùa giải năm nay. Sút chẳng cực kỳ xuất sắc của Cường Đô La. Cường Đô La cố gắng bao nhiêu thì Minh Trường lại tình cảm bấy nhiêu. Phút thứ 8 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0. Rất hay. Làm gì đây? Vâng, vẫn là tiếp tục những pha vẫn pha xỏ háng của Duy Tóc Lâu. Rất nguy hiểm. Rất thoáng. Không được rồi. Nam Tống đã không hiểu ý trong tình huống máu rồi. Rét. Hiểu qua được Lam Tống và Cường Đô La. Mặc dù có thể hình thua thiệt hơn Nam Tống nhưng Cường Đô La theo bám rất sát. Rồi, Cường Đô La đã có bóng rồi. Ngã rồi, coi anh chỉ cần có thế thôi. Anh chỉ cần có thế thôi đánh ngã ra. Rất kinh nghiệm. Anh chỉ cần một cú đẩy rất nhẹ vào đít thôi là anh đã ngã ra rồi. Số 57 vào sân. Chỉ đạt vào sân thay cho Minh Huy. Minh Huy đã ra dấu phải thay người gấp. Sân vận động Omea Kenpo cách rất xa bệnh viện. Vì thế là điều đó rất nguy hiểm với lại Huy Fred nên anh đã được rút ra nghỉ. Việc lấy bóng trong trường chân của Cường Đô La là một việc cực kỳ khó khăn. Cánh kìa. Đạt Sovin. Ôi, Đạt Sovin chuyền cho Thành Béo rồi. À, họ chọc rồi. Và Red đã đoán được ý của đội bạn. Rất hay. Thành Béo làm gì đây? Vẫn là một pha tỉa xuống. Không phải rồi, anh quyết định dứt điểm luôn. Trận đấu đang bước vào những phút khán giả ngỡ tưởng rằng đây sẽ là một trận đấu thủ tục, hai đội sẽ thi đấu thảnh thơi, nhưng không, hai đội đang phô diễn những cái điều tốt đẹp nhất. Rất quyết liệt, mặc dù đã cầm chắc tấm vé đi tiếp nhưng
hai đội đang thể hiện những gì tinh túy nhất, bản chất nhất, bản sắc của mỗi riêng của những đội bóng của mình. Minh Tân. Giải năm nay Real Toma đăng ký hai thủ môn rất chất lượng, đó là Minh Tân và Duy Hoàng. Đó đều là hai thủ môn trẻ đầy xuất sắc. Anh ơi, lùi về em. Rất có thể Real Toma nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số 1-0 thì rất có thể sẽ đi vào kỷ lục của Favija 4 trận 1-0. Hiếm có thể đội bóng nào xác lập được kỷ lục. Thanh Béo rất nguy hiểm. Pha bồ lề rất nguy hiểm của Thanh Béo ở trước vòng 6m50. Đi nhặt bóng nghe em gì mà gắt đấy nhở? Ơ thủ môn thì mẹ chạy đến nơi quay về. Thằng này đúng rồi. Tính kinh tế là hợp lý. Ăn vết rồi cho ra ngoài. Rồi chịu rồi. Anh nhắc. Đặt Sovin. Một pha lật bóng dài cho Minh Trương. Mất bóng rồi. Kéo luôn. Trung vệ của Thanh Hóa rất hoan hô Minh Tân. Minh Tân hóa vai người nhận trong tình huống này. Anh Nam nản lòng Nam Tống. Nam Tống đã ra nghỉ ngơi rồi. Những pha than rất ối trời ơi của Kevin Sơn rất quyết liệt. Lợi thế cho cầu thủ Thanh Hóa. Không được rồi, đã có một pha phạm lỗi. Trọng tài đã cho các cầu thủ Thanh Hóa thực hiện một quả đá phạt. Đánh nhanh giờ Thái. Cứ đá thôi. Hoàn hồn Duy Tốc Lâu. Rất hay, bóng nhắm rồi. Duy Tốc Lâu. Văn Toán. Bài quá rồi, không được rồi. Văn Toán rất kỹ thuật. Chí Đạt là số viên. Không có lỗi, trọng tài xác định không có lỗi. No Mister, tiếp tục, trận đấu đang tiếp tục. Rất nguy hiểm, pha mất bóng là gì đây? Không được rồi. Trọng tài đã xác định chưa có bóng chạm tay trong tình huống máu rồi, bóng được tiếp tục. Cô tay. Không chưa? Bóng sống anh. Đây. Thay ai vào bởi vì hết giờ rồi anh ơi. Vâng, điều gì đến đã đến. Các cầu thủ Thanh Hóa đã có thắng mở tỷ số 1-0 cho cầu thủ Thanh Hóa. Những nỗ lực không mệt mỏi của cầu thủ Thanh Hóa đã đáp bằng một bàn thắng. Pha bàn bóng rất kỹ thuật và pha dứt điểm rất lạnh lùng hạ gục Minh Tân. Rất đáng tiếc cho nỗ lực của các cầu thủ Real Toma. Và ngôi sao sáng Lê Huy. Huy Quẩy. Anh đã được tung vào sân. Rất hay. Trời ơi.
Bây giờ bạn là nhảy ngang đúng không? Chẳng ngồi bảo nào nhảy ngang biết đâu. Sao? Cầm chắc đồ đen B mà. Lấy đi, lấy đi. Thằng nhìn chạy đi. Chạy đi. Phản công rất hay, đạt đây. Vâng, trọng tài đã đổi tiếng còi kết thúc trận đấu này. Chúc mừng các cầu thủ Thanh Hóa với 4 trận toàn thắng, 12 điểm. Một trận đấu đầy cảm xúc của hai bên.